Em chào mọi người nha. Em có một con Maru 23. Con này đẹp nha mọi người. Áo yếm rồi cũng còn liền lạc hết nha. Ốc nè, trắng tinh hết luôn nha. Hình xăng nó cũng còn rất là trắng luôn nè. Đẹp nha. Đó. Mặt sau áo nè, con bể vỡ liền lạc nha. Có trên đây thì nó bị bể ba cánh nhưng mà không sao nha. Bô rất là sáng nè, nòng sáng nè. Ở giật tem cũng còn rin nè. Đẹp. Cây này là quá đẹp luôn nha mọi người. Cây này thì em có qua phủ cho một lớp sơn bóng nha. Rất là đẹp, bóng lọng luôn. Rồi, cần thẳng nè. Cái này thì em lên tay ga sóng cho mình dễ sử dụng nha. Tem là cũng còn rất là đẹp nè. Đó, 23 nè. Đầu bò nè. Đầu bò chén kịp rin hoàn toàn hết luôn nha. Rồi em test tiếng máy cho mọi người nha. Máy là nhảy nổ nha mọi người. Đẹp luôn. Rồi anh em nào quan tâm cây này á thì chốt giúp em nha. Cảm ơn mọi người xem hết video.